Khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 8, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B18999 đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe khách đang chở 34 hành khách, lưu thông hướng thành phố Phan Thiết đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe lưu thông đến km 5, đoạn qua xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, thì bốc cháy ngùn ngục. Phát hiện sự việc, tài xế lập tức cho xe vào làn dừng khẩn cấp và tri hô cho hành khách tháo chạy khỏi xe. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ thân xe. Rất may tất cả hành khách đều xuống xe an toàn. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt, tuy nhiên vụ cháy đã khiến toàn thân xe bị cháy trơ khung. Vụ việc còn khiến giao thông tại khu vực xảy ra sự cố bị gián đoạn. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, giao thông khu vực trên cơ bản đã thông thoáng, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông.